Việc gắn thẻ cho thấy những con rơi cái có quan hệ chặt chẽ rời khỏi chuồng riêng nhưng đoàn tụ khi săn mồi. Trong đêm tìm kiếm thức ăn các chuyến đi, con rơi ma cà rồng nữ ưu tiên gặp gỡ với Roosmurt. Họ có một trái phiếu xã hội chặt chẽ với, theo một báo cáo công bố ngày 23 tháng 9 thứ trong mở truy cập tạp chí PLOS Biology, bởi Simon Ripperger và Zara Carter của Đại học Ohio State ở Hoa Kỳ và Viện Nghiên cứu Nhiệt đới Smithsonian ở Panama. Nghiên cứu cho thấy rằng sự hợp tác đã được ghi nhận trước đây về loài này còn vượt ra ngoài phạm vi nuôi. Rơi ma cà rồng ngồi chung trên cây, nơi chúng có thể được quan sát trải lông cho nhau và thậm chí chia sẻ bữa ăn máu chảy ra với những con gà chống đói. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra hành vi hợp tác này hướng tới những người thân và đối tác xã hội, để điều tra xem liệu mối quan hệ xã hội của loài rơi có ảnh hưởng đến hành vi kiếm ăn của chúng hay không. Các nhà nghiên cứu đã gắn các cảm biến tiệm cận nhỏ vào 50 con rơi ma cà rồng thông thường cái Desmodus rotundus, bao gồm 27 con rơi hoang dã và 23 con đã bị nuôi nhốt gần 2 năm trước khi thả. Chúng trở lại chuồng hoang dã của họ trên đồng cỏ gia súc ở Tole, Panama. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mặc dù những con rơi được gắn thẻ hầu như không bao giờ rời khỏi chuồng cùng nhau, nhưng những con cái có mối quan hệ chặt chẽ với nhau thường đoàn kết lại với nhau cách xa chuồng. Những con rơi kết giao với nhiều bạn tình hơn trong bầy cũng gặp gỡ nhiều bạn tình hơn trong các chuyến đi kiếm ăn. Bản ghi âm các cuộc gọi của rơi ma cà rồng ở La Chorrera, Panama, cho thấy ba loại cuộc gọi riêng biệt: cuộc gọi xã hội từ dưới lên, cuộc gọi bắt đối kháng và tiếng gọi kiếm ăn, hình chữ N. Loại sau chưa từng được quan sát thấy trong rơi ma cà rồng hoang dã hoặc bị nuôi nhốt. Các tác giả đưa ra giả thuyết rằng những con rơi có thể gặp gỡ các đối tác đáng tin cậy trong các chuyến đi kiếm ăn để chia sẻ thông tin về vật chủ hoặc tiếp cận vết thương hở. Họ suy đoán rằng sự hợp tác này có thể tiết kiệm thời gian và công sức liên quan đến việc lựa chọn và chuẩn bị vị trí vết thương trên gia súc. Họ nói rằng các cuộc gọi quét xuống, tương tự như các cuộc gọi liên lạc được sử dụng để nhận ra bạn tình trong bầy, cũng có thể giúp rơi xác định được bạn bè và kẻ thù trên cánh. Các nhà nghiên cứu nói thêm, tình bạn đi được bao xa? Chúng tôi cho thấy rằng mối liên kết xã hội của rơi ma cà rồng không chỉ giới hạn ở việc trải chuốt và chia sẻ thức ăn tại chuồng, mà các cá thể có mối quan hệ gắn bó thậm chí còn đi săn cùng nhau, làm nổi bật sự phức tạp trong các mối quan hệ xã hội của chúng. Chia sẻ hữu ích nhé!